Hi, xin chào tất cả các bác. Em đã view cho bác cái mẫu điều hòa nhé, Panasonic. Con này ba la viền đen 40, điện 200V, đời 2013 các bác. 4 thùng 3 CX giờ CX2. Đó, 4 thùng 3 CX2, đời 2013. 1,61 kW, 200V các bác nhá. Lặng mặt lạnh lặng 14 kg. Con này hàng zin bản. Bộ này bọn em đã dọn test ok các bác nhá. Dọn test ok hàng zin bản. Không sơn xịt gì. Các ơi, hàng zin vải không sơn gì gì, bóng loáng luôn. Nói chung là như kiểu là hàng lướt luôn, hàng mới luôn các nhá. Đấy, full tính năng Ecolabilalo Panasonic, máy 16.000, đời 2013, đời rất cao, form rất đẹp, form của 2014. Ecolabilalo, đây dàn này các bạn này, sáng bóng luôn này, dàn không có vết xước, dàn rất là đẹp, cục lóng nhé. Lúc cũng là 403 CX2 điện 200V. Ga lặng 1,5 kg, ga 410. Cục lóng lặng 43 cân. 43 cân. Thôi nha, 43 cân. Đây. Nhìn siêu đẹp luôn, các bác thích dán tem thì em sẽ dán thêm tem. Mà nói chung là giá cực kỳ hợp lý thôi. Máy 16.000 inverter tích hợp điện 2 chiều. Lại là hàng full tính năng, lưng nia dọn dàn Ecolavi, Lalo đầy đủ cả. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều các bác nhé. Đấy, máy 16.000. Nói chung là đầy đủ các tính năng cả, không thiếu tính năng gì. Sản xuất thì 2013. Nói chung các bác xem này, rất là mới chứ không phải là mới luôn, rất là mới luôn các bác nhé. Mới đẹp đẹp, sạch sẽ, hàng zin bản. Nói chung hàng nó quá trắng, hàng nó quá trắng rồi thì em không sơn nữa, không sơn làm gì nữa. Con 403 viền đen đời 2013, full tính năng, lưng nia rộn ràng, hàng rất là đẹp. Nói chung các bác như bây giờ mà mua điều hòa thì nó là con này, điều hòa này là điều hòa 2 chiều inverter tiết kiệm điện, nên về mùa đông các bác cũng dùng thoải mái, không vấn đề gì. Đấy, hàng thì nó là hàng zin bản, hàng đã có những con toàn là những con tuyển chọn không, chứ không phải là những con mà nhặt theo giá của lô được. Đây các bác nhá, hàng này nó chung là hàng rất là mới, mới đẹp, hàng dùng xài lướt không, đời 2013, Ecolavinalo, hàng full tính năng. Đấy, máy 16.000 BTU. Như bây giờ như nhà em bán với giá là 10 triệu full đồ, tức là gồm bát nâng, giá trị mặt lạnh, điều khiển zin bản theo máy. Đấy, điều khiển zin bản theo máy, bao cho các bác ship luôn, nếu các bác chuyển đủ tiền bao các bác ship luôn. Đấy, bao ship cho các bác luôn, tặng thêm cho bác 5 mét dây điện các bác nhá, 5 mét dây điện đi luôn. Đấy, 5 mét dây điện ba loại cùng đồ nguồn, các bác về chỉ có muốn ống đồng mới công lắp đặt là xong. Đấy các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý gì không? Lưu ý là những cái máy này nên lắp ống đồng, các bác cũng phải nên lắp ống đồng 7.1 các bác, 7.1, vì nó là điều hòa 2 chiều inverter tiết kiệm điện, nên 2 chiều chiều nóng của nó chạy với áp suất rất là cao, nên đến 500 bar. Đấy, áp suất rất là cao nên các bác phải dùng ống đồng 7.1 các bác nhá, cho nó dày dặn, dây giếc thật là to tác vào để cho nó đảm bảo cái về cái thông số kỹ thuật của nó thôi nhá. Thì giá là 10 triệu thì em bao cục đồ nguồn, em bao điều khiển bát nưng, rồi bao ship, rồi tặng thêm cho bác 5 mét dây điện 2.5 dây ba lõi luôn các bác nhá. Bác cần inbox cho em hoặc điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 0961519122 để con hàng zin bản như thế này. Đây, hàng zin bản các bác nhá, không sơn xịt gì đâu, nguyên chất sơn rồi đó, nguyên chất sơn bãi của nó luôn đấy. Nó sung nó còn rất là sáng bóng, còn sáng bóng và đẹp, nên không dùng sơn xịt làm gì nữa, nó rất là phí sơn ra các bạn. Các bác nào có nhu cầu điều hòa nhật bãi nội địa đã có thể dụng kể cả đồ đập hộp thì inbox cho em hoặc điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 0961519122 để em tư vấn cho các bác nhé. Đây, cho các bác xem qua lại một lần nữa. Đấy, máy 16.000 này, mới đét lên đẹp, nói chung là mới đét lên đẹp, hàng sáng bóng luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox chưa? Điện thoại trực tiếp em, số điện thoại 0961519122. Các bác mà xem video mà hay hữu ích thì cho em một lượt thích. Các bác nào mà mới xem thì cho em một lượt đăng ký kênh nhé các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác.